Pha chạm bóng đầu tiên cùng đôi giày mới của CR7 kéo gầm. Inside touch, outside touch. Bây giờ đá giữa thì mới ngon nè. Bên kia nhà Hiếu. Một chạm ra trước mặt, tạt luôn ngay cho Hiếu nhỏ Camo. Classical AK qua người. Trời ơi. Má trong chân trái, má ngoài chân phải. Tính kiếm 30k nhưng không thành công. Tôi là Thi Freestyle. Nay 1, 2, 3, 4, 5. Rồi sao mới có 5 người vậy? Mình nữa là 6. 8 người chứ anh? 7, 8 là hai bạn nữ nè. Quá hay luôn. Trước sân này cho đường kia đi vô thẳng. Giờ để chặn nó đánh vòng qua, nãy giờ đi tìm đường vô. Xỉu luôn. And studio đi diễn trong đó được mấy lần. Bình thường đội mình hay tọa lạc ở quận 2 hay sao vậy? Thấy bữa giờ toàn đá quận 2 không? Trước là content là đi đá quanh vòng quanh Việt Nam. Là mỗi thành phố là ví dụ như Bình Định rồi Phú Yên rồi Đồng Tháp rồi Cần Thơ. Giờ mình đá vòng quanh thành phố Hồ Chí Minh đi. Quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận Tân Bình, quận Gò Vấp. Nhà mình ừ, được. Giờ mình đi quận số chứ, xong tới quận chữ. Được. Đi xa nhất chắc là nhà bè Củ Chi đúng không? Đi hết Sài Gòn nha, đi hết Sài Gòn nha. Ok nha. Hôm nay khai trương giày mới. Phá bo 16 nha, mua bữa giờ rồi. Đôi phá bo 16 này mình mua tại Thanh Hùng Futsal. Và đây là chi nhánh Phạm Văn Bạch nha. Thấy Cristiano Ronaldo đang mang đôi giày này nên mình lượm cho giống idol nè. Yeah, phá bo 16 Pro TF màu xanh lơ. Nằm trong bộ sưu tập Mad Ambition. Và đây là dòng đế TF dành cho sân cỏ nhân tạo 5-7 người. Chân mình phơm bè nhưng mang đôi này vẫn ok nha. Bây giờ thì sẽ là một skill của Cristiano Ronaldo. Tên của skill này là Tozani Around the World. Rồi, giày mới tân giữ chưa? Giữ chưa? Ok, tin một phát, 2 của 7. Vậy là có giày mới của CR7 tại THF nha. Giờ thì tôi mang đôi giày mới này đi đá banh đây. Bye bye. Giveaway ở cuối video clip này. Mua bữa giờ rồi. Toàn mang để freestyle rồi tân nhẹ nhàng rồi rê bóng rồi tập để cho nó nở form ra hôm nay mới... Thực sự là mang chiến một trận banh. Ủa bên đây là Estella đúng không ta? Ồ đây là VIP nhất quận 2 rồi. Dưới kia có gì vậy? Sân tennis. Có mái che luôn trời. Và đây là ba lô với túi giày của tôi. Đồ chơi đã sẵn sàng lên đầu. Từ ngày có bộ này đã thoải mái hơn nè. Vừa đẹp vừa thoải mái, không phải đội nón nữa. Đây là đội đối thủ. Đội trong sân: Bình Phương, Nhật, Linh, Hiếu, Quyết, Phạm Thầy Giáo và tôi. TV Style với đôi giày mới Vabo 16 Pro TF. Ô là là, sân này ở quận 2, vừa đá vừa ngắm lên mét luôn. Pha chạm bóng đầu tiên, kéo gầm. Da trái banh này làm bằng BU, kéo hay bị trượt. Cơ hội đầu tiên cho thủ áo trắng. Cú đá cắt rồi. Mặt khung thành. Tiền đạo đâu rồi, xuất hiện đi, đưa nè. Wow, đường trả về quá hay của Hiếu nhỏ Cà Mau cho Thanh Nhất. Cơ hội. Trời ơi. Bắt bài đường chuyền ra biên. Sau đó thì hướng lên không ngon. Quay về và tổ chức lại. Nhật. Sau lưng có đối thủ, giữ lại không được đâu. Một chạm luôn cho Quỳnh Phương. Đứng đây và tiếp tục hỗ trợ đồng đội. Tách ra biên, tạo hướng chuyền cho thủ môn. Hey. Rồi, pha xử lý kỹ thuật của Nhật Linh. Bên đây trống nè đồng đội ơi. Giữ bóng và quan sát. Thấy đáy biên bên kia có khoảng trống. Ây da, điều chuyền hơi thiếu lực. Giữ bóng, đội bạn che biên thì mình lắc giữa. Hướng nhét lên cho tiền đạo chưa ngon, đành phải trả về. Tiếp tục tách ra biên để hỗ trợ đồng đội. Inside touch,
Outside tất. Bây giờ đá giữa thì mới ngon nè. Bên kia nhà Hiếu. Bên kia Hiếu. Chân trái. Không vào. Tổng Hiếu ơi. Sẵn tới đây rồi thì đóng cái cửa lại, tránh trường hợp bóng văng ra ngoài thì lụm mệt. Lớp bóng kỹ thuật bằng mũi chân. Hay. Trời ơi. Và cắt bóng tốt, cơ hội cho Hiếu nhỏ Cà Mau. Hay. Ok. Nhanh quyết. Nhanh quyết. Một chạm ra trước mặt, tạt luôn ngay cho Hiếu nhỏ Cà Mau. Đồng Hiếu ơi. Pha này theo mình là đá biên lỗi rồi, nhưng chắc tại trọng tài không thấy á. Nếu đúng là phải đặt trái banh ngay trên vạch vôi. Hên ghê, vậy là có một kiến tạo cùng đôi giày mới. Và không quên một chàng khóa tay cho pha vô lê quá xịn của Hiếu nhỏ Cà Mau. Ok. Xé luôn Nhật. Xé luôn Nhật. Cắt bóng nè. Tung skill xỏ hán nhưng không thành công. Tình huống này mình tính giữ bóng lại, sau đó đá cái gót cho bóng qua cái khe này lấy 30k. Tiếc là pha chạm bóng bằng chân trái chưa thực sự ngon. Phương Hiếu. Trời dứt luôn hả? Hay quá đó, Hiếu ơi. Hiếu nó nhá xuống một cái, ba okay. Cầu thủ đội bạn gãy luôn. Đi ở đây nè chứ đâu. Đá biên cho đội mình. Quan sát thấy Hiếu nhỏ đang lại gần, tổ chức bức tường. Một chạm luôn nè. Phạm lỗi rồi. Cú đá của đội bạn dội vào Quỳnh Phương, cơ hội phản công. Outside tết vô giữa, xong kéo gầm ra biên, thả đáy cho Hiếu nhỏ Cà Mau. Đường chuyền vào trong, không kịp rồi. Úi cha, đỡ tẹt vô tình qua luôn. Đồng đội đã bị bẻ xương, gánh đi khoa thầy giáo. Trời ơi. Thầy tổ luôn hả? Ok ok ok. Thầy hết nguyên tổ luôn. Ừ, em đợi không? Không. Để anh đợi được rồi, anh quay cho em nè. Tổ sau trong sân có Tuấn Cô, Nông Bê Ca, Tè Black, Xuân Quyết, Tâm Rô Béo, Cho Nị và Huỳnh Quý. Cú dứt điểm chân trái của Cho Nị. Hay. Tiếp tục là cơ hội cho cầu thủ số 7. Ui. Ồ, bước 1 tốt của anh Lâm Rô Béo. Trở về tiếng 2, vẫn chưa có dứt điểm của Long Bica. Đường treo bóng cho Tuấn Cô, vô lê chân phải. Bóng đã nằm gọn trong lưới. Hãy Tuấn ơi. Siêu kỹ thuật vi mưu của Johnny, dứt điểm ngay vị trí của thủ môn. Đờ mi vô lê. Pha cản phá bằng chân của thủ môn khoa thầy giáo. Ô là là, cầu thủ số 7 rất khỏe nha. Không có gì khó khăn cho khoa thầy giáo. Tình huống đá phạt góc của anh Lâm Rô Béo. Đánh đâu. Ô oh. Cú đúp cho Johnny. Đánh đầu xong rồi rớt cái cài tóc luôn hả? Thêm một cú đá nữa của tiền đạo đội bạn. Khoa thầy giáo đã đổ người chính xác. Đường chuyền rất chống chạy. Không vào. Tuấn Cô. Đường chuyền lên rất thoáng cho anh Lâm Rô Béo. Trở về tiếng 2. Dứt điểm luôn. Không vào. Cơ hội vẫn còn. Đá bồi. Hay quá Quý ơi. Hai cú sút trái phá của hai diễn viên ca sĩ. Tấn tấn. Trở lại sân trong những phút cuối hiệp 1. Lớp bóng kỹ thuật. Vô lê. Ngay góc A. Kiểm soát bóng bằng gầm giày. Classico AK qua người. Trời ơi. Lần đầu tiên dùng Classico AK để qua người luôn đó. Vậy mà bị cầu thủ đội bạn cắt mất. Ngay góc luôn. Hết hiệp 1. Đội mình ghép bao nhiêu trái mình cũng không nhớ nữa. Đà không có, đá không tới tôi. Ai biết tỷ số thì comment cái nha.
Và bây giờ là hiệp 2, mình đã sau. Hay quá Quỳnh Phương ơi, đường chuyên cho Thanh Nhật. Cơ hội cho Xuân Quyết. Không được rồi, Hiếu nhỏ Cà Mau. Quỳnh Phương tấn công ở hành lang cánh trái. Qua người hay quá. Bây giờ thì một chạm về cho Johnny, dứt điểm là y bài luôn. Trời ơi, City có hat trick cho Johnny. Trời ơi. Thành Nhật tính kiếm 30k không thành công. Phản công cho thủ áo trắng. Cầu thủ số 7 một lần nữa đối diện Khoa thầy giáo. Hay Khoa. Và điều bóng tốc độ của Thanh Nhất. Hiếu nhỏ Cà Mau nhá chuyền về, sau đó dắt bóng lên dứt điểm, không vào. Cú đá rất mạnh của Hiếu nhỏ Cà Mau. Hú, hay quá Linh ơi, có mặt đúng vị trí ghê. Một chạm của Hiếu, một chạm của Linh. Cơ hội đối mặt thủ môn của Quỳnh Phương. Sút thì 99% vào, nhưng chuyền là 100% nha. Đường chuyền ngang ngay vị trí của Thành Nhật, chọt cái mũi bật tường luôn. Pha xử lý một chạm tốt của Johnny. Đường chuyền cột 2 rất đơn giản. Lại là Hiếu nhỏ Cà Mau ghi bàn. Liên tục là những bàn thắng của anh em mặc áo trắng caro đỏ, hay là đỏ caro trắng mình cũng không biết nữa. Ô là là, Khoa thầy giáo đã lên tới tận đây luôn. Trả về cho Khoa thầy giáo xuống đi, trả về đi. Trời ơi. Trời. Và lên tới đó luôn trời. Tiếp tục là một chạm của Johnny. Có vẻ là hơi khó cho Nhật Linh. Ô là là, grab bat hay quá. Hiếu nhỏ Cà Mau làm gì đây, làm gì đây. Ở trên không có ai. Quay về là thượng sách. Quỳnh Phương lại là vi mù. Hay quá trời. Liên tục là những động tác giả. Và nó rất hiệu quả. Bóng từ biên phải được chuyển qua biên trái, sau đó lại được chuyển về biên phải, nhưng có vẻ là hơi sâu rồi. Ok, thay tổ luôn. Cơ hội của các thủ áo trắng. Hay quá Khoa ơi, khép góc tuyệt vời luôn. Đá biên, đá biên, đá biên. Chi Vela nè. Bóng không tới được chân của anh Lâm Rô Béo. Lướt lên, lấy bóng luôn. Cài đè bảo vệ bóng. Giả mang, xung quanh không có ai gần để chuyền vậy trời. Đưa qua bên kia luôn. Đồng đội cắt trước mặt, mình cắt từ sau lưng. Quan sát thấy đồng đội đang chống phía trên. Một chạm luôn chứ còn gì nữa. Bên trái có đối thủ, cắt bóng bên trái nè. Nhanh xíu nữa thì ok rồi. Đường cắt ngang của đội bạn Tuấn Cô đã có mặt kịp thời. Phản công, phản công, phản công. 4-1. Anh Lâm Rô Béo vẫn chưa có cú dứt điểm. Ha ha, anh Lâm đưa cơ hội về cho Huỳnh Quý. Chân trái. Hay. Kỳ Quý ơi. Đối thủ che biên, lắc giữa, nhét cho tiền đạo. Nhật Linh lướt lên, anh Lâm thả ngang, hợp lý luôn. Gót lên. Cơ hội cho Nghiêm Xuân Quyết, có quyết dứt điểm. Hai anh. Quan sát một cái trước khi nhận bóng. Ok, phớt tết cho một tình huống bóng nảy khá khó chịu. Từ Quý ơi. Hãy Linh ơi, tập tình huống cắt đường truyền hay quá. Giữ bóng và tung skill Master Discipline. Không thể thoát được một rừng người áo trắng. Di chuyển tới đây để bắt đường truyền về tiếng 2. Sẵn lót cho Huỳnh Quý luôn. Cú đá góc hẹp. Khoa thầy giáo mà không đỡ pha này là thua đó. Úi cha, nguy hiểm quá. Dễ hỗ trợ liền. Cầu số 7 này khỏe lắm nè. Dĩ luôn, dĩ luôn, dĩ luôn. Ok, ba con dê. Vi mù. Đội bạn đã phá bóng ra biên. Quan sát tiền đạo và lớp bóng qua đầu. Mạnh xíu nữa thì ngon rồi. Từ 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 Quý. Về, về. Một chạm chuyển biên bằng lòng bằng chân. À, Lâm. Lâm. Giật gót hay quá. Cắt lòng. Trời ơi. Ngay vị trí của thủ môn.
chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Ở dưới thiếu người, một mình bắt luôn hai cầu, cắt bóng nè. Ai từ quý, từ quý, từ quý. Ok, giữa kìa. Để sớm. Hãy lẽ. Chuyền cho anh Lâm Rồ Béo, chờ đường trả ngược lại dứt điểm. Hơi da, anh Lâm Rồ Béo vấp banh, vừa tay trúng mặt đội bạn phạm lỗi luôn. Phản công cho cầu thủ Stephen. Đường chuyền cho anh Lâm Rồ Béo. Một chạm qua đầu hơi. Cơ ơi. Rất đơn giản. Kê lên ơi. Bên đây được Hiếu. Tiến lại gần để hỗ trợ bậc tường. Ui. Nhưng không, chuyển biên luôn. Huỳnh Quý mà lướt lên là đá xuống đáy rồi. Sút được anh. À, nhát vô giữa chích mũi được anh. Nhất lên. Ở giữa không có đồng đội. Mình chiếm vị trí chỗ này là hợp lý nè. Ủa, alo. Không có trúng. Không có trúng. Chết pha liền, không nói nhiều. Rõ ràng là không có chạm tay. Nhưng mà về nhà chết pha ra thì mới chết được. Còn lúc ở trên sân thì chịu rồi. Không có trúng. Ok, lên phường trình bày thi ơi. Chết luôn. Lò đá tiếp đi trời ơi. Ok. Giờ bên sớm luôn. Insighted, outsighted. Tính kiếm 30k nhưng không thành công. Vô lê luôn. Trời ơi. Thấp xuống là siêu phẩm rồi. Tình huống đối diện 1-1 của ca sĩ Johnny. Hãy. Bây giờ là đường căng ngang. Kê đây em. Đã vô đáy của banh thì hỏi sao không lên trời. Chuyền ở giữa này chứ đâu. Red luôn. Hiếu gót. Hiếu. Tính một chạm bật tường với Hiếu nhỏ Cà Mau mà thấy em đó không bước lên, đành phải chuyển qua biên bên kia. Qua đầu lên, qua đầu lên. Qua đầu lên. Xin một tình huống qua đầu để vô lê nè. Dứt. Trời. Lỡ Hiếu ơi, đá ngược về ngon hơn. Thả dọc biên cho thành Nhật cũng được, hoặc đá đây cũng được. Nhật à. Đi Nhật. Và đi bóng rất tốc độ của Hiếu nhỏ Cà Mau. Dạ được, Hiếu, 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 Hiếu. Hãy. Một mình Hiếu làm ăn hết luôn. Trời. Góc luôn. Tách biên quý. Lên. Lướt lên liền. À, đường chuyền hơi nhẹ. Chân trái luôn. Hãy chân phải luôn. Hãy. Hãy mày cặp thịt. Ba kẹp một luôn đó trời ơi. Hãy quý. 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 Ok. Tiếp tục là cơ hội cho Hiếu nhỏ Cà Mau. Một pha xử lý rất cồng kềnh của Hiếu. Sao người ta gọi em là Hiếu nhỏ Cà Mau vậy? Em của Hiếu lớn. Em của Hiếu lớn là Hiếu nào vậy? Hiếu Cà Mau. À, Hiếu Cà Mau là Hiếu lớn, em là Hiếu nhỏ đúng không? Ok. Một chạm giữ, một chạm truyền. Chết tôi, nhẹ quá. Rồi, đi luôn đi Linh, đi luôn Linh. Ê Linh, ấy. Hay Linh ơi. Giật gót kỹ thuật, hay quá trời luôn. Trời Linh ơi. Em quê ở đâu vậy Linh? Em quê Cà Mau luôn. Ôi, Cà Mau luôn hả? Sao này Cà Mau nhiều vậy? Cà Mau luôn. Cà Mau nhiều nhân tài quá vậy. First touch bằng gầm giày. Đưa luôn cho Hiếu nhỏ Cà Mau. Vô lê. Trời. Cánh cánh nhập, cánh nhập bộ nhau. Tách Hiếu, tách Hiếu, tách Hiếu. Tách Hiếu, tách Hiếu. Thả đấy. Ây da, bị bắt bài rồi. Đau lắm, đã Hiếu rồi. Rồi, sút. Hãy, trời ơi, gây góc ơi. Đổi về được. À, lên, lên, lên. Hãy. Ngay góc A rồi, tiếc quá. Giữ bóng và quan sát. Nhét. Trời ơi. À, trời ơi, nhét trái. Xuyên qua được không? Ok. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chúng ta nha. Ok. Cảm ơn. Trời Phương ơi. Nãy giờ chưa mồ hôi hả Pha? Mệt không? Nay đã mệt không? Hơi mệt xíu. Hơi mệt xíu. Thiếu tờ báo với lại cái ghế thôi. Thiếu tờ báo với cái ghế. Dạ mày. Chà, giờ còn thập thể lực nữa, tướng cô hay quá. Đủ, đủ. Anh, quá chuyên nghiệp lên đây. Kêu cho anh ơi.
Trời, hai khách mời đã hay quá, đi bàn quá trời luôn. Thay đồ rồi nha. Giày mới, Vapor 16 Pro TF của Cristiano Ronaldo. Mẫu mới 14, 15, 16 có hết rồi. Rồi mà cũng giày mới, nay đá cũng không quen lắm. Nhưng mà mấy trận sau chắc sẽ ok hơn. Rồi, anh em thấy hay nhớ like, đăng ký kênh, nó chật clip mình trong thời tới. Mình là Phạm Thi, chào gặp lại. Bye bye. Giveaway đây nè, anh em hãy comment ai xứng đáng là MVP trận này và tại sao. Ba voucher trị giá 200k mua hàng tại Thanh Hùng Busan sẽ dành tặng cho ba bạn có comment hay nhất. Cùng nhau sở hữu Vapor 16 giống như mình nha.